bác này, đây mè này. Bây giờ bác mua bò thì cũng không thèm coi bò, nhưng các bác ở coi cũng vậy thôi. Đó, chú Thơm làm ăn bây giờ ở vậy thôi chứ các bác. Đó, cơ bản là bán cho những người, nói xin lỗi các bác, những người chưa mua thì đang thăm dò, hỏi thăm giá cả. Đó, còn những người mua rồi thì người ta cứ nuôi rồi là người ta lấy thôi, không phải suy nghĩ gì nữa. Đẹp, tuyệt vời các bác. Mà hàng toàn hàng đẳng cấp không bà con? Hàng toàn hàng đẳng cấp không? Là mẹ bò này là chính xác là bác nuôi được 10 tháng rồi. Đúng bác, 10 tháng rồi. Vâng, như bác nhận định thì biểu cân của bò này nó rớt vào tầm bao nhiêu cân hơi rồi bác Đông? Bây giờ cũng có con thì già 5 tạ rồi. Già 5 tạ, có con 4 tạ 8. Tức là xô đàn nó rớt vào tầm 500kg hơi chưa bác Đông? 500 ngoài. Ngoài 500 đúng rồi, chính xác. Đó thì theo mắt cháu cũng nhìn là ngoài 500 hết rồi, chứ không dưới 500 nữa các bác, ngoài 500 hết rồi. Con này trên 400 rồi bác, con này cân lên chắc, bác ơi, bác Đông ơi, con này cân lên chắc 4 tạ rưỡi rồi bác Đông ạ. Bác Đông ơi, con này cân lên phải 4 tạ rưỡi rồi bác Đông. Đó. Thì rất là mấy bữa nữa là bác xuất bên kia xong, đúng không? Bác xuất bên kia xong là bác cho cái lô này sang bên đó. Bắt đầu cho cái lô, vâng, cho cái lô ở ngoài đó vào đây. Xong rồi bắt tiếp cái lô nhỏ. Chính xác. Đó, ôi trời ơi các bác này. Này có hơn cân cám rồi. Đây các bác, đây. Chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Kênh Khởi Nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Đó các bác, hôm nay chú Thơm tiếp tục giao cho bác Đông ở ngoài Quốc Oai Hà Nội. Đây các bác, đó thì đây, chia sẻ với các bác luôn, bác Đông mới cơi nới thêm một dàn bên đây nữa. Đó thì bác ơi, cái lô bò cái sinh sản chắc là bác thải bớt ra rồi đúng không bác nhờ? Bác thải bớt ra chưa? Cháu thấy nhìn thấy xưa. Hả? Bò cái á? Có những cái con thì bán bớt. Bán bớt đi. Tức là bây giờ là chặt lại những con nền bác thấy chuẩn ok là bác giữ lại đúng không? Và tới đây là đẻ bao nhiêu con? Năm nay thì là bây giờ là từ Tết giờ đẻ 9 con rồi. Từ Tết đẻ được 27 con. 27 con. Vậy là 9 con, vậy là đang còn mười mấy con nữa. Mười mấy con là chữa hết rồi. Chữa hết. Nhưng mà là bác phối 3B hay là phối bò thường mình thôi? Lứa đầu thì phối CC4. À, lứa đầu. Con nào lứa thứ hai thì 3B. À, 3B. À, vâng. Năm vừa rồi là đang gầy. Năm vừa rồi đang gầy. Thế là bây giờ, vâng, bây giờ tổng đàn là 29 con bò mẹ. Không. 31 con. À 31 con bò mẹ. Có những con nó đang nuôi con. À vâng, có những nhiều con chẳng hạn vừa mới lấy sữa rồi 1 2 tháng là không tính. À rồi. Những cái nó
nó chữa là ít nhất là 4-5 tháng. Đó chị cũng chia sẻ với. Vâng. Chứ mấy cái con bò mẹ ngày trước cháu cấp cho bác ấy đã đẻ chưa? Con bò đẻ rồi, được cái? Một con 3B được hả? Không, bác cho bác phối bò vàng hả? Phối bò xylophone hả? Vâng. Đây có bác cũng chia sẻ với các bác luôn. Đó thì bác Đông ở đây là chú Thơm đã giao cho bác rất nhiều lần rồi, cũng như là bác cháu cũng như là vị khách quen thôi. Đó thứ nhất, thứ hai nữa là bây giờ là bác xem, bác mua bò chú Thơm bác không cần xem luôn mà chú Thơm cũng chả quay nữa. Tối hôm qua bác điện bác cháu nói chuyện thì bác bảo cháu cũng chả quay nữa, bác bảo quay làm gì bác. Quay cũng vậy thôi đúng không bác Đông? Đó thì hôm nay cháu chở đến cho bác cái lô bò này, thì bác thấy cái tông me nó có giống như mọi khi cháu chở đến cho bác hay không? Cái chất con me đó. Vâng, cũng vậy thôi. Cũng vậy đúng không bác? giá thì có vẻ là hợp lý hơn. Đó, ở trong đây là tổng cộng 14 con. 14 con thì chia sẻ luôn với bác là đầy những con trước mặt đây này. Đó thì 14 con ở trong đây là có 12 con nha bác. 12 con là xô là bằng 19 triệu. Đó với 2 con là bằng 16 triệu nha. 2 con nhỏ là bằng 16 triệu. Tí cháu chỉ 2 con nhỏ cho bác. Tại vì cháu ghép xe chỉ có 12 con nữa thôi. Cháu thêm 2 con nữa đó. Đó, để cho đủ xe luôn cho bác. Đó. Đây các bác này, đây chú Thơm review rõ ràng cho các bác xem nhé. Đây, lời thật việc thật nha các bác. Đó, me này các bác này. Me đẹp cực kỳ luôn các bác. Đây, cũng chia sẻ với các bác luôn, chú Thơm nhốt nó chặt đó. Nhốt nó chặt nên đi nó ra đến đây á. Đây. Đây. Nó chặt. Đây bác Đông ơi, con đi 16 triệu này bác Đông này. Đây con, đây chỉ cho bác hai con 16 triệu này. Đây. Đây. Bác Đông ơi, con này này, con này bác Đông, đây, con này này bác, đây, con này này, con này nha bác, con này nè, đó, biết một con nữa đâu rồi, một con nữa đâu rồi, đây, quay cho bà xe và con xem luôn, đấy, biết một con đâu mất rồi, không phải, đây. Đây bác Đông này. Đây. Con này này. Con này này. Đó con đó. Nha bác. Đó hai con đó. Còn đây là vô cái lô to rồi, xô trên 200 hết rồi bác ạ. Trên 200 cân rồi đó. Nhưng bây giờ bác thả xuống sàn sàn như nhau. Bác nhìn thấy chất con mẹ được không? Chất mẹ các bác này. Đây, cao dài chân tay to các bác. Đó. Rồi thì nói chung là chú Thơm giao lô bò này thì giá cả chú Thơm cũng đã thông báo cho bà con nông dân xem và tham khảo. Chú Thơm không bao giờ báo giá, không bao giờ giấu giá đâu các bác ạ. Đó thì chia sẻ các bác ơi. Đây này bác nuôi xylophone các bác này. Đây dòng xylophone đẹp cực kỳ luôn các bác ạ. Nhưng mà bác cũng phối bò xylophone luôn các bác. Đây. Con này cũng lứa đầu luôn bác Đông nha. Lứa đầu. Bác Đông ơi, bác tí nữa bác phải cho ra, không có sợ con me nhảy bên cởi đó bác ạ. À công nhân đi cắt cỏ hả bác? À đây các bác này. Đây một cặp này. Cặp này mới đẻ đúng không bác? Cặp này mới đẻ đúng không? Đây xylophone. Nay mai đã đẻ. Đây. Vâng, đây. Con đi là con ở đâu nhỉ? Chưa, sắp đẻ. À con đi đạt này, con đi cháu thấy đạt này bác này. Con đi to này. Đây. Sắp đẻ hết rồi các bác. Đấy cái cả hai con đứng gần nhau sắp đẻ đó. Con đi nữa bác. Đấy, vâng, con đi nữa các bác này. Cũng sắp đẻ rồi, ô chà. Rồi, ý là ô bác ơi, sắp đẻ đấy bác, phải càng nhốt riêng ra chỗ khác đó. Không, cậu của nói đây thì vừa đây tạm vào đây chốc tách cho liền. Chú tách cho liền đúng không? Vâng. Dạ. Đây các bác. Đó, mẹ chú Thơm giao nha các bác. Đó bác Đông đây là chú Thơm cũng nói luôn, bác là vị khách quen rồi. Đó theo dõi kênh khởi nghiệp của chú Thơm rất nhiều rồi. Đó và bây giờ bác mua bò. Đây các bác này, đây me này. Bây giờ bác mua bò thì cũng không thèm coi bò nha các bác ạ. Coi cũng vậy thôi. Đó chú Thơm làm ăn bây giờ ở vậy thôi cho các bác. Đó cơ bản là bán cho những người. Nói xin lỗi các bác, những người chưa mua thì đang thăm dò, hỏi thăm giá cả. Đó, còn những người mua rồi thì người ta cứ nuôi rồi là người ta lấy thôi, không phải suy nghĩ gì nữa. Me rất đẹp các bác. Bà con nhìn con me. Bà con nhìn con 3B này. Hàng chất lượng không các bác? Đây, chú Thơm sang review cái lô bò cái bên đây cho các bác xem. Lô bò cái đẹp tuyệt vời các bác. Mà hàng đẳng cấp không bà con?
con hàng đẳng cấp không? Quá tuyệt vời các bác. Chúng tôi review sơ một lượt cho các bác xem nhé. Xem bác đồng bác nuôi như thế nào nha các bác. Bác đồng năm nay hơn 70 rồi các bác, hơn 70 tuổi rồi. Nhưng xem coi bác nuôi như thế nào. Đây, nuôi bò vì đam mê thôi các bác. Nhưng mà các bác nhìn thấy này. Rồi. Ồ, chà, con nào con ấy các bác béo lăng. Quá tuyệt vời. Ở bên đây đều chữa hết rồi các bác, chữa to hết rồi. Nhưng con này chú Thâm nhận định là chữa to rồi nè các bác. Đó thì chia sẻ các bác là tầm mấy tháng nữa là đẻ rầm mười mấy con nữa các bác, mười mấy con nữa là chuẩn bị đẻ hết một loạt rồi. Đó, nhưng mà cần cũng phải bắt giống ở bên ngoài các bác để nuôi vỗ béo. Quá tuyệt vời các bác, chuồng trại cực kỳ rộng lớn luôn bà con. Rồi, thì bây giờ chú Thâm sang review cái lô bò 3B được ở bên đó chú Thâm cấp cho bác trước đây là không biết mấy tháng rồi. Bác Đông ơi, hai lô cháu cấp cho bác là hai lô bò 3B được ở bên đó là được mấy tháng rồi bác Đông nhỉ? Tháng 6 và tháng 10 âm đúng không bác? Vậy là lứa đầu là tháng 6 tính đến nay là 10 tháng rồi. Nhưng mà vừa đã bán 5 con rồi. Bán 5 con rồi. 5 con là ở lại là những con nó to. Vâng, những con nó trội hơn đúng không? Rồi bây giờ chú Sâm sang review cho các bác xem nha. Đây, sang review cho các bác xem. Cho anh đi chơi. Ồ trời. Chào ông chưa con? Ủa, đứng dậy. Chào ông. Chào ông. Đây các bác, chú Sâm sang review cho bà con xem. Đây. Hai lô 3B chú Thâm cấp cho bác, một lô là tháng 6 tính đến nay là 10 tháng. Với một lô là tháng 8 tính đến nay là 8 tháng. Tính đến nay là 8 tháng. Tháng 6 và tháng 10. Tháng 6 và tháng 10 rất là một lô là được 10 tháng. 6 7 tháng, một lô 10 tháng. Vâng, một lô 10 tháng và lô 6 7 tháng. Đây, lô này là lô 6 7 tháng này hả bác? Vâng. Wow, chào các bác này. Đây. Lô 6 7 tháng này. Ôi trời. Bên đây tổng thể là mấy con bác nhỉ? Của mình ở đây đang gọi là có của cháu là 10 con. Không, ý là của cháu là bên đây là mấy con? Lúc ấy chờ 7 con. À 7 con. 1 2 3 4 5 6 7, chắc là 7 con to đây là. À 7 con to nhất. Còn những con đẻ ra chẳng hạn thì là thêm vào. À thêm vào. Đây các bác này. Đó, bác mới nuôi có 7 tháng rồi các bác ạ, mới 7 tháng rồi này. 7-8 tháng rồi mà bà con nhìn này. Ô chào. Wow, chào. Rất là bác thấy thả rồng ra đi thì bác thấy ok hơn nhiều không? So với mình đóng khung không bác? Hơn đúng không? Nó không bị viêm khớp à bác? Nó không bị viêm khớp và nó ăn uống tốt hơn. Thoải mái hơn. Nhưng bà cháu hỏi thật, bác có tiêm thuốc kích dục hoặc là bắn hãm sung đồ không? Có chứ. À có. Tức là bên đây bác đã bắn chưa? Vừa bắn cách đây khoảng độ nửa. Tức là bắn một phát đây là đến lúc xuất bán luôn đây. Vâng. Vâng, tức là công dụng của nó được 6 tháng. Không. Được 6 tháng hay là 200 ngày và loại 4 tháng. 200 ngày hay 200 ngày là được 4 tháng à? À 1 3 4 6 tháng. Vâng. 200 ngày là 6 tháng đúng không? 6 tháng với một loại loại 400 ngày là 12 tháng. Một loại 12 tháng. À vâng. Nhưng mà tốt nhất là bấm bắn cái loại 200 ngày thôi bác. Đúng không bác? Vì B nó đang nhỏ chứ chưa biết chứ. Bây giờ nó mới đầu bây giờ cái hóc môn sinh dục. Này thì bắn 6 tháng thôi. Đúng rồi. Cái con bé kia tôi mới đấy vào thì vừa rồi là tôi cũng nhân thể. Ý là nhân thể là bắn luôn đúng không? Vâng. Đó thì ý là chú Thâm cũng chia sẻ luôn, tức là bác bảo là bác mới bắn lứa này lứa đầu tiên và cũng là một liều cuối cùng thôi đúng không bác? Đó thì chia sẻ luôn, tức là B các bác mới bắt về thì các bác không nên bắn vội nha. B nhỏ chưa biết gì thì không nên bắn vội đâu. Đúng rồi, đó phải hơn 3 tạ thì vòng đời nó các bác nuôi tầm cỡ 6 7 tháng rồi thì các bác bắn. Trong đó bắn là được 200 ngày là bắn cái là xong xuôi là đến xuất bán là vừa. Đó chứ các bác không bắn nhiều lần nha, bắn nhiều lần nó không được tốt đâu đó. Nó không tốt đâu. Đây các bác, đó, đây, bò me này các bác này. Đây chú Thâm đứng ở ngoài review cho các bác xem. Đó, đây, đây thì bác mới nuôi có 7 tháng thôi, 7 tháng bác nhỉ. 7 tháng mà nó đã phát triển như vậy rồi. Thì cháu nhìn chắc theo cháu nhận định có con chắc nó rớt vào tầm hơn 4 tạ hết rồi. Ở đây là hơn 4 tạ hết rồi bác. Hơn 4 tạ hết rồi, đúng không bác? Đó, mới 6 tháng mà hơn 6 7 tháng mà hơn 4 tạ rồi các bác ạ. Đó, 6 tháng chứ, chính xác là 6 tháng. 6 tháng, tháng 10 đúng không? Tháng 10, vâng, hơn 6 tháng. Đó, thì không biết là lô, đây,
không biết là lô 10 tháng bên đây nó phát triển ra làm sao đây các bác. Và chào. Ôi sao các bác. Quá đẹp các bác. Đây chú Thơm đứng đường trên, đi đường trên nhìn một vòng cho các bác xem. Đây. Ủa, bác Nùi công nhận bác Nùi đáng để học được các bác ạ. Đáng để học được. Đây bà con này. Đây, phát triển đẹp. Mẹ mẹ chú Thơm bắt này. Các bác nhìn này. Rất là tất tật tật ở đây là đều giống của cháu hết đúng không bác? Đều giống của cháu, có lẫn lộn con nào của bác không? Có lẫn lộn con nào của bác? Con này là không phải. Như con này là không phải. Rồi, biết con nào nữa? Con nào nữa? À đầu này là hai con đúng không? Hai con là không phải bò của cháu. Còn tất tật tật là bò của cháu. Đây chú Thơm review cho các bác xem không cơ. Các bác bò chú Thơm nói đúng, đó hỏi trực tiếp bác chủ nhà luôn. Là mẹ bò này là chính xác là bác nuôi được 10 tháng rồi. Đúng không bác? 10 tháng rồi. Vâng, như bác nhận định thì biểu cân của bò này nó rớt vào tầm bao nhiêu cân hơi rồi bác Đông? Bây giờ cũng có con thì già 5 tạ rồi. Già 5 tạ. Có con 4 tạ 8. Tức là xô đàn nó rớt vào tầm 500 kg hơi chưa bác Đông? Ngoài 500 đúng rồi, chính xác. Đó thì theo mắt cháu cũng nhìn là ngoài 500 hết rồi chứ không dưới 500 nữa các bác, ngoài 500 hết rồi. Đó và bác mới nuôi có 10 tháng nha các bác. Thì chế độ ăn của bò này bây giờ bác cho ăn hay sao bác Đông? Bác có thể chia sẻ cho bà con được biết không? Cám thì ngày độ 3 cân. Cám ngày độ 3 cân. Tức là từ lúc mình mua về đến lúc mình không. Thì vô béo. Bây giờ là bắt đầu bác mới tăng lên ngày 3 cân để xuất bán. Vâng. Tức là bác tăng lên tầm bao lâu thì mình bắt đầu mình bán, tăng lượng cám. Tức là lượng cám thì là tôi phải tăng hơn tháng này rồi. Hơn tháng này. Vâng. Rất là bác tăng tầm cỡ 3 tháng trước xuất chuồng tầm 3 tháng là bắt đầu cho ăn tăng cám rồi. Vâng. Còn trước đó thì từ lúc nhỏ đến lúc tầm cỡ 8 tháng đúng không? 7 à 8 9 tháng thì bác cho ăn nhiều không? Hơn cân thôi vâng. Tức là một ngày có hơn 1 cân, còn có nhá là thoải mái. Nhưng còn có bã đậu. Còn có bã đậu đúng không? Bã đậu với cỏ là cho ăn thoải mái đúng không bác? Bã đậu thì ngày độ 15 cân thôi. Đó ngày bã đậu ngày 15 cân một con. Đó thì cám một ngày hơn 1 cân một con. Đó chia sẻ của bác Đông nhá. Thì bác Đông ở đây là bác Đông này hơn 70 rồi bác Đông nhá. Năm nay mừng thọ 70 rồi. Đó bác chăn nuôi vì đam mê đó các bác ạ. Đó bác Đông đặt chú Thơm cũng khá lâu rồi các bác, cũng khá lâu rồi. Thì chú Thơm cũng nói ở trên kênh YouTube, đáng lẽ cách đây gần một tuần gì đó là chú Thơm chuyển cái lô trước đó cho bác, nhưng mà bác bảo là bác đi vô trong miền Nam đi du lịch đi chơi nên bác không về được đó, và bác lên trên đường bác về đó, ngày hôm qua là trên đường bác về bác đã điện cho chú Thơm để chở ra cho bác rồi đó. Thì đây các bác, đó nhân dịp đó chú Thơm làm đoạn clip cho các bà con nông dân xem đó. Bò là bò đây là bò chú Thơm cung ứng, và tuổi bác Đông nuôi cái cấp bò đi là từ lúc bắt về đến giờ là bác nuôi được 10 tháng rồi nha. Đó chỉ biểu cân là trên 500 hết rồi bà con, trên 500 hết rồi. Đây bè cực kỳ đẹp các bác. Đây bác nuôi cực kỳ tốt. Đó thì chia sẻ của bác Đông là lô này là tầm 2 tháng nữa là bác bán thôi, lô hai tháng nữa thôi. Vâng, 2 tháng nữa là bác ra rồi. Đây các bác, đây chú Thơm ra đường sau review lại đường sau. Đây bò 3B các bác phải nhìn đường sau thì mới đánh giá được người ta nuôi có tốt hay không. Đây các bác này, mẹ đẹp thật đấy các bác, chân cẳng. Bác Đông ơi, cái loại này bác nuôi, cấp bò này bác nuôi 7 tạ không phải nghỉ bác Đông ạ. Thật, để mà chất về con bò 3B này, bác nuôi 7 tạ không phải nghỉ. Bác nuôi 7 tạ không phải nghỉ để về chất bò con 3B này. Nhưng mà cơ bản là mình nuôi ngắn ngày thôi. Chứ bác nuôi bò này bác đẩy thì tầm cỡ, theo cháu nghĩ nếu mà tốc độ như bác nuôi cho cám vậy thì tầm cỡ 3 tháng rồi thôi. 3 tháng, hơn 3 tháng thì có lẽ là 4 tháng nữa thì có lẽ là giật lên 7 tạ được. Vì cái tông con me này bác có thể nuôi lên 7 tạ được. Nói chú Thơm nói chuyện là cái chất con me này thì bác có thể đẩy lên được 7 tạ nha các bác. Nhưng mà theo bác Đông thì tầm ở trên 6 tạ, trên dưới 6 tạ là bác đã cân rồi. Đó như hai con này thì cực to rồi các bác này. Đây. Đây bà con đi này. Đây. Như đôi này này. Đôi này các bác nuôi 7 tạ không phải nghỉ đâu các bác này. Wow, chà con 3B này bà con này. Ôi trời ơi, nhìn cái gọng này. Mẹ gọng cực kỳ đấy. Đây con này không phải con bò của chú Thơm bắt này, nhưng các bác nhìn thấy cái tông nó khác liền. Vì dòng bò mẹ là dòng live stream. Đó, còn dòng chú Thơm bắt này. Đây. Đây. Wow, chà các bác nhìn. Đó, nói có sách mách có trứng nha bà con. Đây, chú Thơm sang bên đây review cho các bác xem mấy con bên đây nữa. Đây các bác,
Wow, cha. Đây bà con. Mẹ các bác nhìn con ba bê chú thân chọn. Đây. Các bác nhìn này. Đó. Tiền nào thì của nấy thôi các bác, tiền nào thì của nấy thôi. Đó. Bác mới nuôi có 10 tháng mà bà con nhìn cái chất con ba bê. Wow, cha, cực kỳ đẳng cấp các bác. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Mẹ. Đã thật được các bác nhìn. Đó. Chế độ ăn cũng đơn giản cho các bác, chế độ ăn đó các bác cũng vừa nghe bác Đông chia sẻ đó. Đó, một ngày thì một ngày từ lúc nuôi về, từ lúc bắt về tầm cỡ đến tháng 7 tháng 8. Tháng 8 là bác nuôi ngày có hơn cân cám thôi, còn bả đậu là cho ăn hơn chục cân. Đó, còn cỏ là ăn thoải mái. Đó, và bây giờ bác bắt đầu tăng cám lên để xuất bán các bác. Để xuất bán nên bác tăng cám lên. Đó thì như lô bò này chú Thơm nhận định thì tầm cỡ nếu mà bác nuôi tầm cả 2 tháng nữa thì cấp bò này giật 6 tạ các bác. Cấp bò này chắc giật trên dưới 600 hết rồi. Đó thì tuổi đời bác nuôi nó rất là tầm 1 năm. 1 năm tuổi thì trên 600 hết các bác. Đó, quá tuyệt vời bà con. Ở bên đây nữa bà con này. Đây, đây, ở bên phía bên đây là bác thả rông. Đó, mới bắn thuốc hãm sung xong. Con này trên 400 rồi bác. Con này cân lên chắc... Bác ơi, bác Đông ơi. Con này cân lên chắc 4 tạ rưỡi rồi bác Đông ạ. Bác Đông ơi, con này cân lên phải 4 tạ rưỡi rồi bác Đông. Đây các bác nhìn này. Đó mới có 6 tháng rồi nha bà con. Mới có 6 tháng từ tháng 10. Tháng 10 đến ngày là tháng 8 tháng chứ. 8 tháng. 8 tháng. Tháng 10, tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch hả bác? Tháng 10 âm lịch. Đến nay là 7 tháng. 7 tháng, 7 tháng. Đó. Thì rất là mấy bữa nữa là bác xuất bên kia xong đúng không? Bác xuất bên kia xong là bác cho cái lô này sang bên đó, bắt đầu cho cái lô, vâng, cho cái lô ở ngoài đó vào đây, xong rồi bắt tiếp cái lô nhỏ, chính xác đó. Các bác nhìn là bác Đồng chăn nuôi đó mà học hỏi nha, tức là bác cũng không đụng tay đụng chân cho các bác, là công nhân làm thôi, nhưng mà bác vì đam mê, bác chăn nuôi đam mê đó, và con cháu phải học hỏi bác rất nhiều. Đây bà con này. Bác công nhận không? Bác Đông. Bác công nhận cái chất con mè cháu chọn, bác thấy chất không bác Đông? Bác thấy chất không? Ồ. Này, con này là bò nhà đẻ ra không bác? Bò này đẻ ra. Vâng, đúng. Đây các bác nhìn này, đây con này cũng rất ok đây. Con này chắc được 7 tháng chưa bác? Chắc được 7 tháng rồi bác nha. Đây. Quá tuyệt vời các bác. Đó. Như bên đây thì bác vẫn cho ăn bình thường đúng không bác Đông nha? Bên đây là bác cho ăn chỉ có hơn cân cám thôi. Còn bả đậu với rơm là cho ăn thoải mái. Vừa rồi nhập 2.000 cuộn. Vừa nhập 2.000 cuộn rơm. Vâng, đây rơm bác để rất nhiều này bà con. Đó. Quá đẹp các bác. Nhập ở trong Huế ra hả? Sao không lấy ở đây? Ví dụ... đúng rồi trong đó thời tiết nó khô hơn, nó rơm nó cao hơn. Ý bác nói là ở ngoài đây đôi khi rơm anh em người ta lấy ở dưới cánh đồng nó sâu đó các bác. Mấy? 35.000 cuộn trở về đây bác. Vâng. Rồi. Đó. Đây. Xong xuôi nha các bác. Đó chú Thơm giao bò thực tế làm đoạn clip cho bà con nông dân xem. Đó. Ủa trời ơi các bác này. Ngày có hơn cân cám rồi. Đó. Rồi cháu cảm ơn bác Đông nha bác Đông. Đó, con cháu cảm ơn bác rất nhiều, cháu cũng không biết nói gì hơn nữa, chỉ cảm ơn bác thôi chứ chả biết nói gì hơn nữa. Đó, cháu chúc bác chăn nuôi cái lô 3B của cháu cung ứng đây với lô bò cái sinh sản của bác ở ngoài đó nữa, ham ăn mắn đẻ, còn lô 3B là ham ăn trống lớn. Đó thì lô này thì cuối năm nay là xuất hết rồi đúng không, xuất ra thị trường hết rồi. Vâng, xuất ra thị trường để phục vụ bà con nông dân ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chút xíu nữa cháu cho bác số của anh nhớ nữa, anh Mạnh ở Hà Nội nữa, rồi có gì rồi anh sang, nếu mà sang được thì cứ tham khảo giá cả thì được, thì cũng có thể cân cho anh được bác nhá. Rồi tí cho bác số. Rồi ok các bác chưa, nó rõ ràng chưa đó, chú Thơm đến giao bò thực tế đó và quay đoạn clip cho bà con nông dân xem đó. Bác năm nay 70 tuổi rồi đó, năm nay là mừng thọ 70, nhưng khí thế cái máu lao động ở bác trong người vẫn là sục sôi các bác, vẫn sục sôi đó, từ đó để con cháu nó nơi theo. Thật sự là cháu cảm ơn bác rất nhiều và
nhìn tấm gương bác để con cháu nó học hỏi rất nhiều. Thật sự cháu cũng mơ ước sau này có mô hình chăn nuôi giống như bác ở vậy thôi. Đó, cháu Thơm chỉ mơ ước vậy thôi. Đó. Còn bây giờ các cháu tuổi đang còn trẻ nên phải phấn đấu, sau này về già không đi được nữa thì mong rằng sau này lấy bác để làm tấm gương. Đó, và coi lại những clip này để học hỏi bác rất nhiều. Đó, cảm ơn bác Đông rất nhiều. Rồi, thì bà con nông dân ai quan tâm, ai yêu mến thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh Khởi Nghiệp. Đó, các bác hoặc các bác thấy video chú Thơ May chia sẻ rõ ràng, đó, báo giá công khai không giấu một cái gì cả, đó, rõ ràng, thì các bác cho chú Thơm xin một like, một nút chia sẻ, đó, một nút đăng ký kênh để ủng hộ chú Thơm, để em lấy động lực làm những đoạn, làm những con giống chất lượng để phục vụ bà con trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt ở khu vực phía Bắc này. Đó, cảm ơn bác Đông rất nhiều. Rồi, chào bà con nhé. Đó, đây Khởi Nghiệp xin chào các bác nha. Chào toàn thể bà con.